Em xin chào tất cả các bác yêu Lan ạ. Ngày hôm nay thì em vừa cập bến một lô hàng vũ nữ rất là đẹp để các bác trưng hoa Tết. Và chương trình tri ân cuối năm bên em sẽ miễn ship cho các bác khi mua vũ nữ từ 3 chậu bất kỳ trở lên nhé. Hôm nay đều là những dòng vũ nữ hot, 4 dòng vũ nữ hot hiện tại đang có là Sô-cô-la, Hoa Thơm, Ngọc Nữ, Anh Đào và Tiểu Thần Tiên. Và tất cả những dòng vũ nữ ngày hôm nay miễn ship từ 3 chậu, em sẽ giới thiệu và chi tiết cũng như là cho mọi người xem qua hình ảnh bông hoa. Hàng này các bác trưng hoa Tết, hoa vừa thơm vừa bền mà sau đó trong năm còn nở rất là nhiều lần. Đây là dòng vũ nữ nở quanh năm nhé. Và trước khi đi qua những dòng vũ nữ này thì em sẽ cho mọi người xem qua mặt hoa. Và sau đây thì em xin phép cho mọi người xem qua một số những mặt hoa của dòng vũ nữ nhé. Cái tất cả dòng vũ nữ này đều là dòng hoa thơm mà độ bền hoa rất là cao, hoa nở quanh năm. Đây là dòng vũ nữ Ngọc Nữ này. Dòng Ngọc Nữ nó phân rất là nhiều nhánh này, hoa của nó là màu tím hồng rất là xinh. Loại này thơm nước mũi, cái này để bàn rất là đẹp. Tiếp theo đây là dòng Vàng Anh, vũ nữ Vàng Anh, hoa màu vàng, rất là sai hoa. Vũ nữ Sô-cô-la, hoa thơm, dòng này cây của nó to, mập mà vòi hoa của nó có thể cao hàng mét ạ. Dòng phân tay phân nhánh, độ bền 2 tháng. Và cuối cùng đây là Tiểu Thần Tiên, một trong những dòng gọi là vũ nữ hot, giống đắt và hoa rất là đẹp. Vũ nữ Tiểu Thần Tiên này nó sai hoa lắm à mọi người ạ. Và vũ nữ thì các bác có thể kết lên chậu như thế này. Đấy, vũ nữ khi kết lên chậu, những cái dòng phân tay phân nhánh nó sẽ như thế này, rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa? Đấy, tất cả những dòng vũ nữ em cho mọi người xem đều là những dòng vũ nữ hot nhà em hôm nay có. Dòng Sô-cô-la hoa thơm này, đấy. Hàng này thì hàng ít nhất là một ngồng, bụi to, nhiều thân. Em bán là 200.000 đồng một chậu. Sô-cô-la hoa nở quanh năm ở loại này thì em thấy rất là nhiều khách hàng thích dòng Sô-cô-la. Tiếp theo là Ngọc Nữ, cũng là dòng hoa thơm nhé. Ngọc Nữ hoa thơm, loại này thì em có 3 loại. Loại 2, 3 ngồng thì em bán là 150.000 một chậu. Còn loại 4, 5 ngồng trở lên thì em bán với giá là 170.000. Ngọc Nữ hàng này còn phân nhánh nhé. Hàng này còn phân tay phân nhánh ra, rất là nhiều hoa, hoa thơm nức mũi luôn đấy ạ. 170 mới chậu, nhiều ngồng. Còn chậu ít ngồng thì em bán là 150. Và cuối cùng đó chính là Anh Đào hay là Vàng Anh, phụ nữ Vàng Anh, Anh Đào này. Loại này thì còn số lượng ít thôi, nhưng mà hoa màu vàng rất là xinh. 150k một chậu một ngồng hoa Anh Đào, Vàng Anh. Và đây là phụ nữ Tiểu Thần Tiên ạ. Một trong những dòng hàng vũ nữ mà siêu VIP và hàng này giống của nó rất là đắt nha các bác nhá. Dòng hoa của Tiểu Thần Tiên, cái ngồng của nó có thể cao đến hàng mét này. Có những cây nó đang ngồng cao vút một vụt như này. Đấy, còn gửi đi thì em sẽ gửi những cái ngồng thấp thấp như vậy để các bác nó đảm bảo hơn mọi người ơi. Và Tiểu Thần Tiên ngày hôm nay em về cái loại bụi to nhiều thân. Hôm trước một bụi số lượng thân nó chỉ bằng một nửa như vậy thôi. Thì nhà em bán cái loại size nhỏ nó là 170.000. Nhưng chậu hôm nay nó to, số lượng giả hành nó gấp đôi. Mà chỉ có một thêm 40.000, tức là 210.000 đồng một chậu siêu to bự như thế này. Các bác về các bác có thể tách và giữ nguyên. Hàng này ít nhất nó đang rơi là một ngồng ngụ. Và từ giờ đến cuối năm hoặc là sang năm nó sẽ đẩy tiếp từ những cái giả hành này. Đấy, một chậu Tiểu Thần Tiên hoa thơm và rất là bền, nó chơi đến 2 tháng. Với giá là 210.000 đồng nhá. Đây, có những cây nó đang phân tay này. Hàng này là hàng phân tay, phân nhánh và hoa thơm, phụ nữ Tiểu Thần Tiên. Mua 3 chậu miễn ship,